rồi là vì công việc bận quá cho nên chắc chắn phải có trợ giúp, vì thế mình mới kiếm một người vú tương đối rành. Ác một cái là tìm người vú mà đi theo con mình mà liên tục mà vừa ý nó khó. Tổng cộng là con anh nó nay 6 tuổi trải qua 5 người vú. Ô năm ở nhà là chị và anh sẽ cùng chia sẻ cái kinh tế gia đình hay anh chính chị phụ hay là chị chính anh phụ? Vợ của anh là gần như là rất là giỏi, làm kinh tế rất là giỏi, giỏi hơn anh xa lắc. Nhưng mà các bạn cũng biết rồi, làm nghệ thuật á nó đam mê, có như là đam mê là chính. Làm cũng có tiền, nói chung cũng sống, nhưng là khó giàu nha các bạn, khó giàu lắm nha. Cho nên vì thế nếu có được một người vợ mà chăm sóc cho mình, kinh tế đứng là hậu phương vững cho mình thì rất là tốt. Vì thế trong, ở trong trường hợp này thì vợ mình chính là người đứng kinh tế chính. Mình cũng kiếm tiền nhưng mà chắc chắn mang tính chất gọi là văn hóa văn nghệ. Có nghĩa là khi mà vợ anh làm kinh tế chính rồi thì cái công việc kịp diễn của anh nó sẽ thoải mái hơn, khỏi cần suy nghĩ nặng đầu nữa. Đương nhiên, nói chung thì mình sẽ diễn bay bổng hơn nữa, mình sẽ đó là đương nhiên. Chắc chắn là trai hay là tân đều làm muốn chắc cái y chang vậy luôn. Ôi nếu mà được như vậy thì là phải gọi là chúc mừng ông manh của tôi. Mà thằng bạn của tôi không biết có giống gì không mà là cũng chúc mừng thằng bạn của tôi luôn nếu như mà là giống nha. Trong cái quá trình mà là chăm sóc vợ khi mà là chị dưỡng á, tầm khoảng bao lâu thì hai vợ chồng gần gũi lại anh? Chị dưỡng hả? Trong một kép hả? Trong một kép hả? Chị là anh liêu liêu anh liêu 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 hả? Dễ thương á, liêu 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 đó. Tầm bao lâu? Kiên cử bao lâu? Câu này căng. Tại vì á, nếu như mà sinh thường á thì kiên cử chắc cũng ít ngày, tầm dăm ba tháng. Đi sinh mổ hơi căng à. Ngọc trai xin chào Tân Trề. Mong quá ông gặp. Anh khỏe anh Kinh. Dạ ông Quốc đi anh. Kinh Quốc xin chào quý vị khán giả của chương trình Các Ông Bố Nói Gì. Hồi trước đi nha thì là còn lóc nhóc lon con rồi anh ơi, đâu này nọ rồi bây giờ theo anh đâu hả? Cha con hết rồi. Bây giờ thấy sao? Thì cha con hay có cha có con hay thấy có... nó hơi bị phế phế tí xíu. Đấy, hồi nãy á đang ở ngoài mà nghe trai nói cái gì chán ăn biến ăn gì đó là anh ngồi ngoài nó ủa kỳ ta mình về sao có gì chán ăn biến ăn đây anh giải thích chán ăn biến ăn đây là cái gọi là cái nói đang nói về con cái mình á, nhưng mà có chán ăn biến ăn gì đó thì sẽ có cách trị hết à. Con dạ đúng rồi, đó là sản phẩm đây kiện nhi ốp xua. Nếu như mà là ở nhà mấy bé mà có chán ăn biến ăn thì là cứ dùng sản phẩm này dạ. Đảm bảo một thời gian sau là bé sẽ ăn như hạm đội. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào ngay luôn những câu chuyện hấp dẫn đến từ anh Kinh Quốc. Anh ơi, khi mà là biết tin chị nhà mang bầu á, anh cảm thấy như thế nào? Coi như là con nay là 6 tuổi rồi. Dạ. Bà xã lớn tuổi rồi thành ra là cũng không có nghĩ là có bầu. Dạ. Nhưng mà đùng cái có bầu. Thì lúc đó là ví dụ không có chuẩn bị gì hết trơn á. Nghe người này chỉ, người kia chỉ rồi mình làm theo chứ ngoài ra là không hề có một cái chuẩn bị gì lúc đầu hết trơn á. Chứ là cũng lớn tuổi rồi. Giữa hai vợ chồng á có sự giúp đỡ đến từ hai gia đình hay không? Với công việc và cái lượng công việc mà anh Kinh Quốc làm á thì em nghĩ rằng là chắc chắn thời gian của anh sẽ không thể nào dành trọn hết cho vợ của mình được. Trai với Tân cũng biết là cái nghề của mình là cái nghề đi không có xác định được là lúc nào về. À có nghĩa là đi không nói về á nè. Không, nó cũng không phải ghê vậy. Ví dụ như là những người mà làm công việc bình thường, ví dụ đi làm sáng đi chiều về đúng không? Đằng này mình đi làm có khi chiều chưa xong thì cũng phải tối về, mà tối chưa xong có khi còn mai cũng về, phải không? Vì thế đối với một người phụ nữ mà đang có bầu ở nhà phải không thì người ta sẽ phải gọi là vợ mình sẽ phải lo lắng. Ban đầu thì rất là tức giận, bởi vì ví dụ mình nói là chiều nay anh về hoặc tối nay anh về nhưng mà rốt cuộc không về thì rất tức giận, nhưng mà từ từ mình giải thích rồi mình cũng quen, phải không? Cũng biết tại cái nghề của mình là như vậy, phải không? Đó anh, lúc mà là chị mang bầu chị có ngán nhiều không, và anh chăm sóc chị có cực không anh? Không ngán. Vẫn đi nhậu có gì lộn, vẫn đi nhậu có gì lộn, vẫn đi nhậu, giao lưu văn nghệ, làm văn hóa giao lưu văn nghệ. Có nhiều người phụ nữ ngán rất là kinh khủng, lên bờ xuống ruộng tay tôi, nhưng mà vợ của anh này không có gì đó, rất là thoải mái cho tới tận khi đẻ luôn. Khi đẻ là cũng thoải mái luôn, là chị đẻ thường hay đẻ mổ anh? Đẻ mổ. Lúc mà vợ vô trong phòng mổ á
thì người ta có dặn là mình nên thậm chí nên vô phòng luôn để cho người phụ nữ, người vợ của mình cảm thấy an tâm, cảm thấy có cái điểm tựa. Tại vì đau đớn lắm, mình có đẻ đâu mình đau, nhưng mà mình phải đứng kế bên, giống như kiểu một cái sự trợ lực. Nhưng mà lúc đó thì bác sĩ lại không cho anh vô. Bác sĩ kêu đứng ở ngoài cửa thôi, đẻ chồng la, nghe tiếng la con mình nói ai khóc. Sau đó bác sĩ bồng ra đưa cho mình nhìn. Nó lạ lắm. Đi đóng phim á, mình đóng chắc một chục vai, chục lố vai mà đông lắm, cưới bồng con rồi đó, không cảm giác nó khác. Đó là con của người ta, con của quần chúng. Con này là con mình, con mình, cho nên bồng rồi đó nó. Cái này không phải diễn nha, nhiều người giống như mình làm cái nghề mình quen quá rồi, thành ra mình bồng con mình cảm giác không biết mô tả làm sao. Bất ngờ nhưng mà nó cũng không bất ngờ, tức là nó có những cái cảm giác như vậy. Mà bạn em hay nói với em vậy nè, khi mà mày vừa có con á, mày không biết cách thương con đâu, mày cũng không biết thương nó làm sao đâu. Nhưng mà là trong cái quá trình mà mày nuôi dạy con á, thì là từ từ mày sẽ hiểu lý do tại sao mà mình lại thương nó. Bạn khuyên dạ. Bạn nào chân lý lắm á. Bạn dạ. Nào dạ bạn thân của em. Đàng hoàng anh, trời ơi, anh sao cài được em anh. Anh sao cài được em anh. Chị có nhanh hồi sức không anh khi mà sinh nở xong? Nhanh. Dạ anh rất là nhanh, tại vì cái cơ địa rất là tốt. Vừa mới xong là có thể chinh chiến văn hóa, văn nghệ tiếp. Chinh chiến văn hóa, văn nghệ tiếp. Lại đi chinh chiến tiếp. Anh và chị phân chia nhau rõ ràng công việc của từng người, hay anh đảm nhiệm luôn cả cái vai trò ví dụ như là thai tả rồi cho con bú, ru con những lúc mà con quấy? À, anh với vợ anh đều rất là vụng về trong cái đó. Rất là vụng về. Mình đóng phim rất là giỏi nhưng mà tại đóng phim của người chị. Còn đằng này là con thật của mình, thành ra là mình không biết phải chồng vô cái nó như thế nào á, chồng cái tả nó vô làm sao luôn, không biết chồng ngược tùm lum tà lá trên á, phải không? Rồi mọi người ta thấy gì ta mới chỉ cho mình từ từ chứ mình cũng không thể là giỏi trong phim được, phải không? Nhưng tuy nhiên phải không là cũng phải có một cái người vú giúp cho mình như đó, chứ hai em cũng biết là xong đó mình cũng phải đi quay tiếp, mình không thể ở đó cả 24/24 được. Có bao giờ mà là anh đi một khoảng thời gian khá là dài sau đó là anh mới về không? Các bạn cũng biết là có khi mình làm một cái vai đó đâu phải là của mình bên ngoài, nó giống mình mà nó làm một cái khác. Vì thế khi mình cái kiểu người ta gọi là nhập vai á, kiểu nhập vai rồi á, có khi quên hết, nhớ gì đâu. Nhớ gì đâu, thậm chí có khi vợ con phải điện cho mình. Giống như kéo mình về. Nếu như vậy thì là cái quá trình mà là nuôi dạy hai bé là anh có được sự trợ giúp của ông bà hai bên không anh? Chủ yếu nó thiệt luôn, chủ yếu là vú, hai chồng cũng đã tính toán rồi. Là vì công việc bận quá cho nên chắc chắn phải có trợ giúp, vì thế mình mới kiếm một người vú tương đối rành. Ác một cái là tìm người vú mà đi theo con mình mà liên tục mà vừa ý nó khó. Tổng cộng là con anh nó nay 6 tuổi trải qua 5 người vú. Ô năm. Ở nhà là chị và anh sẽ cùng chia sẻ cái kinh tế gia đình, hay anh chính chị phụ, hay là chị chính anh phụ? Vợ của anh là gần như là rất là giỏi, làm kinh tế rất là giỏi, giỏi hơn anh xa lắc. Nhưng mà các bạn cũng biết rồi, làm nghệ thuật á, nó đam mê, có như là đam mê là chính. Làm cũng có tiền, nói chung cũng sống, nhưng là khó giàu nha các bạn. Khó giàu lắm nha. Cho nên vì thế nếu có được một người vợ mà chăm sóc cho mình, kinh tế đứng là hậu phương dựng cho mình thì rất là tốt. Vì thế ở trong trường hợp này thì vợ mình chính là người đứng kinh tế chính. Mình cũng kiếm tiền nhưng mà chắc chắn mang tính chất gọi là văn hóa văn nghệ. Có nghĩa là khi mà vợ anh làm kinh tế chính rồi thì cái công việc kịp diễn của anh nó sẽ thoải mái hơn, khỏi cần suy nghĩ nặng đầu nữa. Đương nhiên, nói chung thì mình sẽ diễn bay bổng hơn nữa, mình sẽ đó đương nhiên, chắc chắn là trai hay là tân đều làm muốn chắc cái y chang vậy luôn. Ôi nếu mà được như vậy thì là phải gọi là chúc mừng ông manh của tôi. Mà thằng bạn của tôi không biết có giống gì không, mà là cũng chúc mừng thằng bạn của tôi luôn nếu như mà là giống nha. Trong cái quá trình mà là chăm sóc vợ khi mà là chị dưỡng á, tầm khoảng bao lâu thì hai vợ chồng gần gũi lại anh? Chị dưỡng hả? Trong một kép hả? Trong một kép hả? Chị là anh liêu liêu anh liêu hả? Dễ thương á, liêu đó. Tầm bao lâu? Kiên cử bao lâu? Câu này căng. Tại vì á, nếu như mà sinh thường á, thì kiên cử chắc cũng ít ngày, tầm dăm ba tháng.
Đi sinh mổ hơi căng à. Nói đây luôn. Lớn đâu gì đâu anh. Này mình lớn hết trời rồi. Ba cái vụ này là bắt buộc phải này, có. Này chương trình dành cho các ông bố. Nè mà. Tôi nói nha, các anh các chị đừng có ngại ngùng khi mà nói về cái vấn đề này khi mà lớn lên đi. Thí dụ thằng bồ của mình mà nói anh không biết cái này đâu. Anh không biết cái này đâu. Nhỏ nó bỏ liền. Nhỏ nó bỏ liền. Xạo. Thiệt. Mình biết đâu chứ biết gì. Đúng rồi. Vợ chồng anh là già rồi cho nên cái gì kiểu khác, trẻ trẻ nên kiểu khác. À, có nghĩa như là mình sẽ hâm nóng tình cảm ở một cái khía cạnh khác. Ví dụ như là đi du lịch đồ này nọ đồ. Anh có cách của anh. Cách gì vậy? Nữa hả? Trời ơi. Nữa hả? Cụ thể dữ vậy. Anh đã hình dung. Ví dụ thanh niên thì những khi người ta thoải mái, nóng máu lên hay cái gì đó người ta có thể làm liền. Với anh cần phải có một môi trường nó gọi là hiểu. Anh nói em bắt đầu hiểu. Vậy đó. Vậy là phải dựa vào rất là nhiều yếu tố. Vậy là phải bối cảnh rồi đó. Không gian, thời gian, tâm sinh lý, tình cảm lúc đó như thế nào? Phải, nó giống trong nghề mình là bối cảnh mấy, phân đoạn mấy. Rồi khúc này sao đó, nó phải đầy đủ thì mới có tình huống xảy ra. Công nhận hai đứa, nhận bàn luận chi tiết ghê. Dạ, tụi em thích những cái chi tiết này lắm anh. Giữa vợ chồng anh thì là có phân định rõ ràng là về cái cách nuôi dạy con không? Anh cũng không nhất định nhất thiết phải là bắt con mình theo cái của mình. Tại vì mình nghĩ là bản thân mình có khi cũng có những cái sai, nhiều cái mình cũng không đúng đâu, phải không? Cho nên là không nhất thiết mình chỉ thấy là cái này nên làm cho nó và bắt nó. Ví dụ lỡ nó làm sai thì mình uốn nắn nó theo đúng những gì mà người mọi người vẫn hay làm. Nhưng mà với cái lượng công việc của anh nhiều như vậy thì có bao giờ là cái khoảng thời gian gia đình cùng dùng cơm với nhau á, nó có thường xuyên không anh? Công việc của giống như các anh em mình á, là gần như là ăn cơm bụi. Anh khẳng định luôn, ăn cơm bụi là chuyện thường xuyên và thường ngày luôn. Hai chồng lấy nhau là người vợ mình hiểu điều đó luôn. Nhưng mà chắc chắn luôn là trong thâm tâm người vợ mình vẫn muốn ăn cơm nhà chung. Đó là điều chắc dù chắn gì, luôn. Dù là bữa cơm gia đình là trong những là một bữa cơm quan trọng không? Quá quan trọng luôn. Kết nối nó định hình lại phải không? Cái tính giá trị cho nên là vợ mình biết là mình bận, ví dụ đang mình ngồi đây mình nói chuyện là vợ mình đang ngồi chờ cơm nhà, nhưng mà vợ vẫn muốn mình về nhà ăn. Một người chồng tốt, một ông bố tốt, mình nghĩ là phải hiểu vợ mình đang hiểu như vậy, mình cũng phải tranh thủ về. Em có một ông anh hay lắm nha, bận cỡ nào, bận dù có như thế nào, có hẹn bất cứ một công việc gì hay là đá banh hay là cái nọ, cứ 6 giờ là chạy nhà ăn cơm, một chén cơm hay là một hộp cơm đó rồi muốn đi đâu đi. Hay đó là em... một nguyên tắc. Nhưng mà anh em mình làm không được. Đơn giản điều gì đang quay Thủ Đức chạy dạng cơm lên quay sao được. Đòn chờ sao được. Giữa cái muốn và cái làm là đã, khó hơn. Dạ. Với lại tùy theo công việc của mỗi người nữa. Đúng rồi. Mình có thể làm được giống như là trường hợp của anh Tân, nhưng mà là ở một cái khía cạnh không gian thời gian khác. Đúng, chính xác. Thì người ta có thể là 6 giờ về, còn bây giờ lỡ giờ đang quay tới 7-8 giờ mới về, nhưng mà ít nhất anh lết về nhà. Đó. Anh giờ hỏi thiệt nha, là kinh tế gia đình á, thường thường khi mà anh đi chơi rồi đó, anh xin vợ hay sao? Không. Chứ em là em xin rồi đó. Dạ. Em xin vợ anh đang quán. Trời, bây giờ thầy Bùi, thầy Bùi 2020 mà em xin vợ là sai đó. Đúng rồi. Khán giả nữ mà đang coi, nghe trai nói câu này. Nhưng mà chưa nói hết anh, xin tiền vợ không cho thầy lấy quỷ đen. Mà quỷ đen từ đâu? Qua mượn Tân có quỷ đen chứ không có. Rốt cuộc hai đứa quỷ đen hết. Không biết cái này. Quỷ đen của em nói giữ, quỷ đen của nó thì em giữ. Đừng nói chết. Xin. Có kiếm lắm. Vợ của anh không xin. Mà vợ anh đưa. Trời. Tự đưa, chỉ cần liếc cái là biết rồi không anh? Wow. Ví dụ như anh, ví dụ như nè. Hai cái là 2 triệu à, ba cái là 3 triệu, 4 cái là 1 triệu. Anh không nháy gì là bảo hiểu lầm ý khác. Hai cái là 2 triệu à, ba cái là 3 triệu, 4 cái là 4 triệu à. Nhá vậy là liếu liều đó. Liếu liều. Lộn quá chừng liếu liều. Em không biết như thế nào nhanh, nhưng mà thí dụ mà phụ nữ á, vợ như vợ em thí dụ mà đang bội quạo quạo cái nào á mới quay về nè. Cười vui vẻ lắm kìa. Cười vui vẻ ăn gì chưa. Em muốn cơm anh ăn nha. Anh tắm nha, em pha nước rồi dùng đủ thứ. Trời ơi, biết hiểu ý mà đúng không? Phải, nhưng mà anh hỏi nha, có bao giờ mấy đứa xin vợ như vừa nói nhưng mà vợ không cho, mà cái số tiền mình rất cần? Có đó anh. Căng á, cái đó là những, cho tình thế. Có những trường hợp cụ thể đàng hoàng luôn đó. Nhưng có. Mà với một điều kiện nha, thí dụ là vợ mình biết anh mình xin cái tiền đó làm gì, trừ khi nào vợ mình biết mục đích của mình mới không cho. Cho. Thí dụ hôm em ơi, giờ cho anh tiền thì anh mua chiếc mô tô đó, nhưng vợ thấy ủa anh đang có xe này mà anh mua ô tô đó, vì tôi không cho.
anh có từng chứng kiến một người chồng lý do chính đáng luôn nhưng vợ lại nghĩ không chính đáng. Ví dụ anh. Anh nhìn Tân á, anh thấy Tân nó hiểu gì đó. Sao Tân? Cái chương trình đi nhậu anh. Có khi nhậu còn tập 1, tập 2, tập 3 thấy không? Quá người vợ cái cảm thấy ban đầu có thể được. Hey, Tân em ơi, chuẩn bị đi nhậu cái này. Bữa nhậu này hỏi nhiêu? Triệu chẳng hạn, thấy không? Triệu, 2 triệu. Nhưng mà tự nhiên nó xin 2 triệu. Anh nghĩ, ủa 2 triệu? Nhớ nhậu lần 1 triệu, sao giờ 2 triệu? Có đi đăng hai không? Không cho. Không cho thì mới nghi ngờ rồi, không cho. Lý do thật sự là mình chính đáng mình. Nhưng mà Nhật nó là em chưa bao giờ xin tiền vợ đi nhậu. Đâu? Xin tiền lý do mới khác không mà. Dù là mua này làm gì đó, nhưng mà đại khái là không bao giờ xin tiền đi nhậu. Đi từ đâu nhậu? Xin mình mượn bạn. Qua mai lấy tiền đó mình trả lại cho bạn. Hợp lý quá trời. Mà nói gì nói nè, bớt nhậu mấy ông ơi. Trời ơi trời. Lên đây mà tôi hàng bài còn nhậu không biết. Mình đang mình, thì ảnh đang trao đổi, thì mình đang trao đổi với ảnh thôi. Chương trình này mình là mình làm việc khác. Cao bố có gì mà cao bố thì cũng phải dính nhậu, cũng phải dính tùm lum phải không đó. Thằng trai nó không có biết nhậu cho nên nó không trời nó là khác, trời nó khác mình. Nhưng mà cũng đỡ. Em không biết nhậu cho nên là em cũng đỡ tốn được phần anh. Thôi thôi đừng nói nhậu nữa, đừng nói nhậu nữa chứ vậy. Ờ thì đó, không nói nữa. Một lát chương trình cắt chỗ nhậu giùm tôi. Bây giờ tới cái một là vợ tôi vô số tội á. Anh à, có cảm thấy là chị nhà đôi lúc có hơi bị khó tánh không anh? Kiện nhi ốc xưa của dược phẩm OVC, ăn ngon ngủ khỏe, bé rẻ thông minh. Nói xấu vợ phải không? Nhưng mà anh thoải mái nha, nhiều khi anh nói xong cái vợ cắt lương á. Đây là ra là rất nhiều người coi, bên trong đó có vợ mình. Cái tính vợ mình là gì, đàn bà là gì, cằn nhằn mình xin như này hoặc đó đó, như vừa rồi xin chính đáng, rất chính đáng. Nhiều khi cãi nhau gì mấy chuyện đó rồi, hoặc là mình ví dụ ở lúc trước mình đã phạm một cái lỗi rồi sống đi cũng cái nhai lại nghe hoài mình. Nhưng mà nhưng mà cái vấn đề là chị lèm bèm chị nhai anh có đúng không hay là sai? Có, thật ra cũng đúng đó, cũng áp uống đúng không? Thì đúng rồi, thì nhai đúng mà, chứ phải nhai sai đâu. Tại vì biết sao không, em hiểu tâm lý của chị em, lúc nào cũng nghĩ rằng là đàn ông tụi anh nè hay quên lắm, cho nên là tôi phải nhắc lại những cái lỗi này cho tụi anh nhớ mà ghim trong lòng mà không bao giờ được quên. Thật ra lúc nào tôi cũng nhớ mà tôi chỉ nhắc lại hoài. Nhưng mà vấn đề là chị nhai anh là nhai như thế nào, anh sai gì thì chị mới nhai anh chứ. Cái này nói là đâu phải là ở đây mình đang kể xấu vợ mà đang thậm chí đang kể xấu chồng luôn, tại vì mình cũng đang tự kể xấu mình luôn. Ba cái kia luôn đi, tại vì bây giờ là anh đang muốn đúng không? Anh đang ba kia luôn, mình đó đúng không? Đúng vậy, anh tự thú với bình minh luôn đi. Mình phải tự tức là anh có tội gì? Anh có tội gì? Anh có tội gì bỏ mới nhai? Thì đó thì bây giờ tội gì? Tội gì nè, bây giờ là tụi em tìm nè. Chung là nhiều. Thôi đừng có nói chung lên nơi nãy giờ chung rồi. Đàn ông dính mấy cái nào? Tôi kể nè, nhậu về trễ. Mình yêu phim đi. Tại sao ông ôm con đó đóng phim mà ông ôm thế ghê vậy? Ôm lâu vậy à? Thấy không? Rồi chưa hết. Tại sao đóng phim xong còn chở nó về như vậy? Chở nó quá gian mà, ta đi xa, đi quay quá gian thì mình là đàn ông, mình là đàn anh, mình phải chở chứ. Chứ không lẽ nó xin rồi bỏ đó, coi ra hệ thống gì? Tội nghiệp chứ. Thế nào? Tao giờ hỏi là gặp trai chở về không? Không. Sao vậy? Bắt taxi về đi. Còn thôi thì là anh sẵn sàng kêu Grab cho em về. Nhưng mà tùy trường hợp, ví dụ mình đi trên cái đoạn đường đó, trên đoạn đường về á, mình đi ngang. Trai hay nữa, trai này nó hay nữa. Không, tại vì là do bản thân em thôi. Không phải bản thân thôi, trên đoạn đường đi ngang á, mình dục tới nhà của người này trước. Chở người ta về đi ngang đoạn đường có sao đâu. Con trai con gái mình cũng chở, chứ không phải riêng con gái mới chở, riêng con trai mình không chở đâu đúng không? Thanh niên cứng. À không phải. Em hiểu, tại đây nó vậy thôi. Đây là đang quay nó vậy thôi. Còn dân này mới lợi hại nha. Em nghĩ rằng là người phụ nữ, cụ thể là người vợ của em sẽ không thích. Ok là quá gian, cũng được, chỉ là quá gian thôi mà. Bạn bè đồng nghiệp thôi chả có vấn đề gì cả. Nhưng mà là ở đâu đó, tại vì là em hiểu được vợ em, cổ cũng không có được an tâm. Dù tin tưởng như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà là cũng có một cái chút gì đó không an tâm. Nhiều người sẽ cho rằng em là một con người nó hơi bị cứng nhắc. Nó là, thì có cái gì đâu, tại sao lại suy nghĩ quá đến như vậy. Em chỉ suy nghĩ thật là nhiều cho vợ em thôi. Từ lúc mà tụi em ở bên cạnh nhau, em đã làm lỗi rất nhiều và vợ em nó buồn vì em rất nhiều. Cho nên là em luôn luôn đặt bản thân mình vào tất cả những cái trường hợp mà là em cảm thấy là vợ em không được vui. Anh xin lỗi nha, nếu như mà cái điều này có làm cho em buồn hay là làm cho bạn buồn, nhưng mà vợ tôi không buồn. Với là trai đã sai với vợ rất nhiều lần rồi. Đúng. Thì trong đầu trai sẽ nói, sẽ suy nghĩ một lần là sẽ không để sai lầm bất cứ sai lầm nào nữa. Đúng. Để với vợ. Đối với em, cảm giác an toàn đối với một người là nó minh chứng cho sự tin tưởng.